Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình phía bên dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, bão Ma-on đổ bộ vào Biển Đông trong 24 giờ tới. Vùng gần tâm bão Ma-on gió giật cấp 12, biển động rất mạnh. Từ chiều hôm nay ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 giật cấp 12, biển động mạnh. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão Ma-on ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão Ma-on ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 122,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on di chuyển theo hướng bắc tây bắc, sau đổi hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc, 118,9 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực phía bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông bắc, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 600 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày thứ năm, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 114,8 độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày thứ 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,8 độ vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều hôm nay ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Thời tiết hôm nay, bão Ma-on hướng vào rìa Biển Đông, cả nước ngày nắng. Hôm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ khá tốt, ban ngày trời nắng, một vài nơi nắng nóng, về chiều tối có mưa rào, vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào, cục bộ mưa to. Cụ thể, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Từ khoảng đêm nay đến ngày mai, rãnh áp thấp sẽ nối với cơn bão Ma-on đi vào Bắc Biển Đông. Do đó, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ đêm hôm nay có mưa rào và dông. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Vì vậy, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào, cục bộ mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối nay và ngày mai, Nam Trung Bộ có mưa rào. Trong mưa, dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về cơn bão Ma-on, vào 1 giờ sáng nay, bão Ma-on ở trên khu vực đảo Luzon, Philippines, dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến sáng mai, bão ở trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào vùng rìa Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Thời tiết khu vực ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất là 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
phía đông bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, cao nhất 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên có mưa rào và dông, chiều tối có mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông, chiều tối có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Lạng Sơn, mưa to nhiều nơi, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ chiều tối hôm qua đến sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài. Trong đó, lượng mưa cao nhất là ở huyện Hữu Lũng với 123mm, Mẫu Sơn 55mm, Bắc Sơn 40mm. Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lạng Sơn đã khiến nhiều nơi bị ngập úng cục bộ, xuất hiện nhiều điểm sạt lở và nhiều điểm nguy cơ cao về sạt lở đất đá. Đặc biệt tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tối qua có mưa lớn, nước sông Thương dâng cao làm xói mòn nhiều khu vực bờ sông. Hậu quả là đã có một ngôi nhà 2 tầng và 2 ngôi nhà cấp 4 thuộc khu vực Cầu Mẹt, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng của người dân sinh sống, sạt lở bị sụt lún và đổ sập xuống sông. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng, sự việc trên không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồng thời căng dây cảnh báo không cho người dân đi lại xung quanh khu vực sạt lở. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã cử đoàn xuống thăm hỏi, động viên hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị thiệt hại. Trước tình hình mưa lớn và dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã có công điện gửi các huyện, thành phố cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ngoài việc đảm bảo trực sẵn sàng với mọi tình huống thiên tai, các địa phương phải tập trung tra soát hộ dân sinh sống xung quanh sông suối, nơi có nguy cơ cao sạt lở đất đá, vận động nhân dân không ngủ tại nhà khi trời mưa lớn, chủ động phòng tránh những sự cố thiên tai đáng tiếc. Do ảnh hưởng của áp thấp nên có mưa dông lớn tại huyện Thuận Châu đã khiến cháu VAC sinh năm 2008 trú tại xã Co Tòng bị lũ cuốn trôi, đến 17 giờ ngày hôm qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Do ảnh hưởng của vùng rãnh thấp, từ một tuần nay trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất cũng như nhà cửa của nhân dân. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, mưa dông tại huyện Thuận Châu đã khiến cháu VAC sinh năm 2008 trú tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu bị lũ cuốn trôi, đến 17 giờ ngày hôm qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng chống cứu nạn xã Co Tòng, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo và huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, triển khai ứng cứu, tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại. Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu chỉ đạo triển khai công tác cắm biển cảnh báo, tuyên truyền cho người dân nhận biết các dạng thiên tai, cách phòng ngừa và ứng phó khi thiên tai xảy ra. Mưa lũ kéo dài, đê bao Tây Ba Rầy ở Tiền Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Quý vị thân mến, tình trạng sạt lở khiến toàn bộ nền hạ tuyến đê Tây Ba Rầy ở Tiền Giang bị sạt xuống sông, chỉ còn trơ mặt đường bê tông đang có nguy cơ sụp đổ tiếp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Từ cuối tháng trước đến nay, thời tiết xấu, mưa lũ kéo dài liên tục kết hợp với chiều cường đã gây ra sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm trên tuyến đê bao Tây Ba Rầy qua địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
theo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn, chỉ trên một đoạn đê bao dài chưa đến 1 km đã xảy ra 5 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 100 m, trong đó có 3 điểm sạt lở mới, còn 2 điểm sạt lở trong nửa đầu năm 2022 vừa mới khắc phục xong. 3 điểm sạt lở mới gồm điểm sạt lở dài khoảng 30 m ngang qua khu vực nhà ông Nguyễn Văn Thảo ấp 1 xã Cẩm Sơn xảy ra thời điểm cuối tháng trước khiến một đoạn đê bao bị sụp đổ hoàn toàn xuống sông Ba Rày. Hiện tại, giao thông qua đây bị cắt đứt, ảnh hưởng nghiêm trọng sản xuất và đời sống nhân dân. Điểm sạt lở mới thứ 2 và thứ 3 tại ấp 2 xã Cẩm Sơn, khu vực trước nhà ông Nguyễn Văn Xíu và ông Nguyễn Văn Huy liền kề nhau vừa mới xảy ra vừa qua. Hai điểm sạt lở này có tổng chiều dài khoảng 65 m và cách điểm sạt lở tại khu vực nhà ông Nguyễn Văn Thảo ấp 1 xã Cẩm Sơn chưa đến 500 m về phía nam. Hiện trường tại đây cho thấy tình trạng sạt lở khiến toàn bộ nền hạ tuyến đê Tây Bà Rày bị sạt xuống sông, chỉ còn trơ mặt đường bê tông đang có nguy cơ sụp đổ tiếp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi qua lại khu vực này. Đây là 3 điểm sạt lở nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay trên tuyến đê bao Tây Bà Rày qua địa bàn xã Cẩm Sơn. Hệ thống đê Tây Bà Rày chạy cặp theo bờ Tây sông Bà Rày, kết hợp phát triển giao thông, phòng chống lũ lụt, chiều cường, bảo vệ vùng trồng cây ăn quả đặc sản rộng hàng ngàn hecta, chủ yếu sầu riêng chuyên canh ở phía nam quốc lộ 1 của huyện Cai Lệ và thị xã Cai Lệ. Đang nói tình trạng sạt lở bờ sông Ba Rày tại khu vực này diễn biến rất phức tạp, chưa có dấu hiệu ổn định trở lại. Theo ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn, sạt lở đê bao Tây sông Ba Rày trong thời gian qua diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi kinh phí lớn và có giải pháp phù hợp, căn cơ để khắc phục hậu quả. Do vậy, cần có sự hỗ trợ của tỉnh và huyện về phương án kinh phí đầu tư, giải pháp thực hiện. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn phải đầu tư hàng trăm triệu đồng xử lý điểm sạt lở nhỏ, làm kè chống sạt lở, nuôi lục bình, gây bồi, tạo bãi bồi. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tích cực trồng cây xanh chắn sóng, chắn gió, nuôi giữ lục bình ven sông cũng như thực hiện các giải pháp hữu hiệu phòng chống sạt lở, bảo vệ sản xuất và đời sống theo khuyến cáo của ngành chức năng. Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Thịnh cho biết lãnh đạo sở, chi cục và các ngành chức năng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực tế các điểm sạt lở nghiêm trọng mới xảy ra trên tuyến đê bao Tây Bà Rày qua xã Cẩm Sơn. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng khẩn trương lập dự án và triển khai thi công khắc phục rốt ráo trong những ngày tới, đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản nhân dân, giảm nhẹ thiệt hại khi mùa mưa lũ tại đây đang vào cao điểm. Trong khi chờ đợi ngành chức năng triển khai các giải pháp xử lý khắc phục những điểm sạt lở mới, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo hạn chế xe cộ qua lại, phòng tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.